Liên quan đến tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng phần mềm Bluezone trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ứng dụng Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế cho ra mắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với tính năng cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Khi người dùng cài đặt Bluezone, nếu có một ca nhiễm bệnh, người dùng vào ứng dụng có thể biết mình đã từng tiếp xúc với người này hay chưa. Và càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả càng cao. Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị các cơ quan nhà nước vận động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng. Các địa phương cần hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh Wi-Fi công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao thông vận tải. Khách du lịch đến địa bàn cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại. Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố cần phổ biến khuyến nghị khách hàng cài Bluezone khi sử dụng dịch vụ hay ra vào trụ sở. Các địa phương cũng cần triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại.